Thưa quý vị và các bạn, rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, quốc gia, của xã hội và cuộc sống trên trái đất. Phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm thì các chất thải từ nhựa và ni lông mới được phân hủy. Để từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa rất quan trọng. Phóng sự chung tay hạn chế rác thải nhựa ngay sau đây sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, ước tính mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất. Mỗi năm có đến 8 triệu tấn rác thải nhựa trôi ra các đại dương. Đến năm 2030, sẽ có khoảng 300 triệu tấn rác thải trong đại dương và có trên 240 loài sinh vật biển bị vướng phải rác thải nhựa hoặc ăn phải rác thải nhựa. Hiện nay có 5 quốc gia có rác thải nhựa lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan, chiếm từ 55 đến 60% tổng lượng rác thải nhựa ra đại dương. Tại Việt Nam chúng ta, rác thải nhựa cũng trở thành vấn nạn, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của cuộc sống con người. Đây là cái bãi rác mà đã tồn tại từ rất lâu, từ khi thành lập thị trấn đã có rồi. Thế cho nên là chưa có một cái, mặc dù đã có nhiều cái giải pháp như tổ chức thành lập một cái hợp tác xã này để xử lý lò đốt, đã lập ra có một cái khu xử lý rác thải ở lò đốt ngoài Hoa Nam, nhưng mà cũng không thể nào mà giảm tải được cái lượng này, bởi vì cái lò đốt đó mỗi một ngày chỉ đốt khoảng độ 5 tấn, nếu là trời nắng rác khô. Nhưng mà những hôm mà trời mưa là không thể đốt được, cho nên là vẫn phải đưa ra bãi tập kết ngoài bệnh viện này. Đây là một cái vấn đề mà không chỉ bức xúc đối với chính lo lắng của người chính quyền địa phương, mà người dân cũng rất là lo lắng. Để hạn chế rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường sống, thời gian qua Vĩnh Phúc đã có nhiều đề án, chính sách, kêu gọi, vận động người dân, các tổ chức cá nhân chung tay hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ vai trò là cầu nối, tuyên truyền vận động toàn thể hội viên, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các sản phẩm nhựa. Qua hội nghị hôm nay, thì chúng tôi sẽ áp dụng các kiến thức đã được tập huấn tại chương trình để về triển khai tại mô hình của mình, để từ đó góp phần xây dựng bảo vệ môi trường và góp phần làm cho quê hương xanh sạch đẹp. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động các hội viên tham gia hưởng ứng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa hay túi ni lông, tại các cuộc họp của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cắt giảm sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, thay vào đó là các chai thủy tinh có thể dùng lại nhiều lần. Việc phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình cũng đang được Hội Phụ nữ các cấp triển khai tích cực, tạo thành thói quen lành mạnh cho từng hội viên, và xa hơn nữa là thói quen của các thành viên trong mỗi gia đình. Được tham gia vào cái câu lạc bộ làn xanh đi chợ để giảm thiểu túi ni lông, chúng tôi rất phấn khởi. Thì cái lượng ni lông nó đã giảm về mọi gia đình, và khi mà mình đưa ra ngoài cũng nó cũng có một phần nào đấy để giảm được cái lượng túi ni lông. Trong sinh hoạt cuộc sống thì chúng tôi cũng là hạn chế, thậm chí là không nên sử dụng là cái rác thải rắn như là các đồ nhựa. Khi đổ rác thì chúng tôi tại gia đình chúng tôi biết phân loại từng loại rác thải riêng ra để cho các ông bà đi thu gom, người ta cũng dễ và xử lý, đồng thời cũng là cái rác thải sinh hoạt đấy cũng làm được cái phân bón hữu cơ cho chúng tôi bón ruộng. Hưởng ứng phong trào chung tay hạn chế rác thải nhựa, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, hiệu quả và sáng tạo, như mô hình ống hút bằng tre do các bạn học sinh làm chủ đề tài. Đến nay mô hình này vẫn được đông đảo học sinh hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh đến cộng đồng và xã hội. Hiện nay như các bạn đã biết, trên các phương tiện thông tin đại chúng thì việc sử dụng ống hút nhựa đã gây hại cho sức khỏe con người cũng như là làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Và chúng ta hãy thay thế việc sử dụng ống hút nhựa bằng việc sử dụng những chiếc ống hút bằng tre, bằng cỏ. Bởi vì tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì
những chiếc ống hút làm bằng tre bằng cỏ, vừa thân thiện với môi trường mà cũng dễ phân hủy, đồng thời nó cũng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Hay như mô hình xây dựng không gian xanh tại trường Trung học cơ sở Yên Lạc, huyện Yên Lạc, với ý tưởng tận dụng những can nhựa, bình nhựa đã qua sử dụng để trồng hoa và các loại cây cảnh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong khuôn viên trường học. Từ đây, mỗi học sinh càng có ý thức hơn trong việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Hạn chế rác thải nhựa trong học đường được chọn làm đề tài hướng nghiệp cho các em học sinh, bởi khi các em hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa và có những định hướng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm nhựa hợp lý, chính là cách góp phần hình thành môi trường sống lành mạnh trong tương lai. Em thấy chúng có thể sử dụng được rất nhiều lần để có thể bảo vệ môi trường. Hơn nữa là em thấy khi nhiều cây xanh thì sẽ có nhiều không khí hơn để thở, thì không khí sẽ trong lành hơn. Vì vậy em đã nghĩ ra ý tưởng là dùng những cái đồ nhựa mà người ta bỏ đi, sau đó mình sẽ trang trí chúng, sau đó trồng cây vào để treo xung quanh nhà, vừa có thể cải thiện không gian nhà của mình, vừa có không khí trong lành và vừa bảo vệ môi trường nữa ạ. Em thấy việc này có ý nghĩa vừa cho bản thân mình, vừa cho cả xã hội nữa ạ. Ở trường chúng tôi thì năm học vừa rồi cũng đã phát động một cái dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho các em học sinh và đã được các em học sinh tham gia rất là nhiệt tình. Ở cái phía bức tường nhà vệ sinh ở sân sau chúng tôi là chúng ta toàn bộ là sử dụng cái rác thải mà đã được qua sử dụng rồi. Các em tái chế lại thành những cái chậu trồng cây nhỏ để trang trí trong lớp học, trang trí ngoài ban công và treo cả trên tường. Và các em qua những cái việc làm đó, các em cũng thấy được rằng là việc bảo vệ môi trường nó rất quan trọng. Tuy nhiên, để hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa hiện nay không phải là vấn đề một sớm một chiều, mà cần có những kế hoạch cụ thể lâu dài để đi sâu vào ý thức, hình thành thói quen tốt ở mỗi cá nhân. Cùng với đó là cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng khắp để người dân thấy được tác hại của việc sử dụng các sản phẩm nhựa một lần đối với môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của con người về lâu dài. Vì một môi trường sống lành mạnh, vì một xã hội phát triển bền vững, hãy chung tay hạn chế rác thải nhựa ngay hôm nay.